Xin chào các bạn đã đến với We Challenge. Như các bạn đã biết, Thế vận hội mùa hè tại Paris đã tới rồi. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với thử thách về các câu hỏi trong chủ đề Olympic. Và mở đầu trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với trò chơi để bắt chữ. Xin chào, bạn đã sẵn sàng chưa? Mình đã sẵn sàng rồi ạ. Chúng ta sẽ bắt đầu với câu hỏi đầu tiên. Đấm nhau hả? Đây là một bộ môn liên quan đến võ thuật. Boxing, judo. Boxing hay judo ạ? Chúng ta đưa ra câu trả lời cuối cùng. Đoán boxing chưa? Boxing ạ. Nhiều môn võ mà sao bạn lại đoán là boxing? Tại vì có hai cái găng tay. Boxing. Vâng, đó chính là câu trả lời chính xác. Xin chúc mừng bạn. Câu hỏi tiếp theo. Tennis ạ. Môn quần vợt. Quần vợt. Ừ. Tại sao lại là quần vợt? Tennis đúng rồi. Ừ biết rồi, nhưng tại sao lại là quần vợt? Thì có cái vợt với quả bóng tennis thì chẳng là quần vợt. Nhỡ nào cầu lông thì sao? Không bạn ơi, mình chơi tennis rồi. Vâng ạ, xin chúc mừng bạn. Tennis là câu trả lời chính xác. Chúng ta sẽ tiếp tục với bộ môn tiếp theo. Taekwondo à? Mình nghĩ đây là môn... Đầu này là gì nhỉ? Đây có phải môn Taekwondo không ạ? Tại sao là Taekwondo? Vì cái mũ này nhìn quen. À, Taekwondo. Taekwondo á? Tại sao là Taekwondo? Tại vì trước tớ học Taekwondo xong rồi tớ đội cái mũ này đi thi đấu. Vậy thì chắc hẳn là bạn đã từng là người đi thi đấu Taekwondo. Chắc thế. Thế bạn biết môn Karate không? Có. Thế câu trả lời cuối cùng của bạn là gì? Taekwondo là hay Karate? Nó cần mũ đấy để trùng đầu để đỡ bị chấn thương. Thế thì nhỡ Karate hay là Võ Việt Nam cũng cần thì sao? Thì mình đập vào đầu là... À mình chắc là Taekwondo trước. Taekwondo. Và Taekwondo là câu trả lời chính xác. Wow. Vậy thì đây là bộ môn gì ạ? Chèo thuyền. Vâng, đúng đây là chèo thuyền nhưng mà... Kayak ạ. Rất tiếc là câu trả lời của bạn chưa đúng. Có một bộ môn chèo thuyền và nó cũng gần giống với kayak. Bạn có đoán được là môn gì không ạ? Chèo thuyền đôi. Đây cũng là một bộ môn liên quan đến nước và cũng được gọi bằng tiếng Anh. Kayak ạ. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. 3, 2, 1. Bây giờ để chúng ta sẽ tiếp tục với câu tiếp theo. Cái này là chạy bộ à? Hay còn gọi là gì ạ? Chạy bộ. Sức dài. Bắt đầu bằng chữ D ạ. Năm, bốn. Bộ môn điền kinh ạ. Điền kinh, bạn chắc chưa? Chắc chắn ạ. Có đôi giày đây, sao bạn nghĩ là điền kinh? Bởi vì bạn không chạy bằng giày thì chạy bằng gì ạ? Mình chạy trên đất. Điền kinh ạ. Điền kinh không phải là câu trả lời sai. Chúc mừng bạn. Đây là một bộ môn thể thao thường tổ chức ở các bờ biển. Úi dồi ôi. Bạn cho tôi cái hình nhìn cứ như kiểu ảo thuật đi. Cái hình gì mà nhiều lớp xong rồi còn có mấy cái gì không? Tôi nghĩ đây là đĩa mì bạn ạ. Đĩa mì. Cái bộ môn này là bạn có gợi gì không bạn? Một bộ môn liên quan đến sóng. Thái thuyền à? Không phải câu trả lời đúng. Một bộ môn thể thao rất là thú vị. Bơi. Liên quan đến sóng biển. À. 5, 4, lướt sóng này bạn. Lướt 3, lướt sóng. Lướt sóng. Lướt sóng. 2, lướt sóng. 1. Lướt sóng bạn ơi. Đáp án của bạn lướt sóng, bạn chắc chưa? Sao lại không à? Đáp án của chúng ta là... Lướt sóng. Hay còn gọi là lướt ván. Xin chúc mừng bạn. Lướt sóng hoặc lướt ván là một môn thể thao trên mặt nước. Tại đó, người chơi lướt thuận hoặc ngược con sóng để sóng đẩy người chơi về phía bờ. Loại sóng thích hợp để lướt chủ yếu là ở trên biển, nhưng cũng có thể tìm thấy ở hồ hay sông. Lướt sóng sẽ tổ chức ở làng Tehofo của đảo Tahiti, Polynesia thuộc Pháp, nằm phía nam Thái Bình Dương, cách thủ đô Paris khoảng 15.000 km. Vị trí này phá kỷ lục xa nhất về địa điểm tổ chức Olympic so với thành phố đăng cai. Môn thể thao sẽ có 48 vận động viên tranh tài với 24 người ở mỗi giới, tăng 8 so với Tokyo 2021 lần đầu tổ chức môn thi. Chúng ta sẽ bắt đầu với bức ảnh đầu tiên. Ôi, cử tạ. Cử tạ.
Bà chắc chưa? Chắc. Đây là bộ môn cử tạ. Cử tạ. Xin chúc mừng các bạn, đây là câu trả lời đúng. Wow. Chúng ta sẽ đến với bộ môn tiếp theo. Và cái này có gợi ý không bạn? Đây là một bộ môn chơi ở trong các sân có gồ ghề, có cỏ, khá là gồ ghề đấy. Có lỗ không ạ? Có lỗ. Câu trả lời của bọn mình là đánh gôn. Tại sao lại đánh gôn? Tại vì né cái gôn này. Gogo là gì các bạn? Thì cái lỗ gôn đây. Lỗ gôn ạ, bạn chắc chưa? Chắc chắn. Và chắc chắn ạ. Này, đúng rồi, đúng rồi. Đánh gôn đúng không bạn? Đúng không bạn? Bạn chắc chưa? Đúng rồi ạ. Đúng rồi. Vâng ạ, xin chúc mừng bạn. Giỏi quá. Xin mời hai bạn nam, chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Cái chèo thuyền đúng không? Bộ môn này được gọi bằng tiếng Anh. Đây là một bộ môn có liên quan đến nước và thuyền. Thuyền và nước. Bạn có nghĩ đây là skiboard không bạn? Ski... Không, skiboard phải có tuyết chứ ạ. Mình nghĩ môn này là môn... Cano. 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 Bởi vì anh thấy cái chuyền thuyền này như cân quen. Cano. Cano hoặc là kayak. Cano hoặc kayak. Vậy thì câu trả lời cuối cùng của bạn là gì? Là kayak đi. Là kayak. Tôi nghĩ đây là kayak bạn ạ. Bạn chắc chưa? Từ bạn này. Bạn chắc chưa? Bạn chắc chưa? Bây giờ bạn bảo tôi chắc chưa tôi rồi. Tôi không biết cái này là cái gì. Thì bạn nhìn đi. Và tôi tin bạn một lần nhá. Kayak là một câu trả lời chính xác. Bộ môn canoeing hay còn gọi là kayak. Đây là một bộ môn chèo thuyền và hiện tại có rất là nhiều người yêu thích bộ môn này. Xin chúc mừng hai bạn ạ. Ta sẽ đến với bộ môn tiếp theo. Đây là một bộ môn thể thao phức hợp. Bạn có cái gợi ý gì không bạn? Ngoài thể chất ra thì còn có yêu cầu về cơ sở vật chất rất là cao. Cái này là thể thao thì ai chẳng cần thể chất bạn. Dây này nó cứ lằng nhằng sao ấy bạn. Thì đấy, xong lại còn thêm hai cái que cho hai bên hai quả bóng nữa. Tôi thấy nó cứ lằng nhằng sao. Nào nhỉ? 4 Bạn pass nhé. 3 2 tôi pass, một tôi từ bỏ cái này ạ. Vâng ạ, chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Đây là một bộ môn rất quen thuộc với bạn Nguyên. Bóng rổ. Tại sao phải là bóng rổ? Tại vì kia là quả bóng rổ ạ. Chỗ ném điểm này. Cái bay bóng rổ bạn ạ. Bóng rổ ạ, tôi có chơi bóng rổ đâu. Từ đây có bóng, đây là cái rổ. Đúng rồi, đúng rồi. Nhưng bạn chắc chưa, tại vì cũng có rất nhiều bộ môn sử dụng đến bóng mà. Sao bạn tự biết là quen với tôi? Tại vì hôm nọ tôi với bạn vừa chơi xong. Thế chắc nó ra là bóng rổ đấy. Tôi nghĩ là bóng rổ ấy. Có sửa không? Cho cơ hội cuối cùng để sửa. Không sửa đâu. Không sửa đâu bạn ạ. Vâng ạ, xin chúc mừng các bạn. Câu trả lời chính xác. Quá tuyệt vời quá luôn. Tuyệt vời luôn, 10 điểm luôn rồi. Chúng ta sẽ đến với bộ môn thứ 3. Đây là môn đấu kiếm. Đấu kiếm. Đấu kiếm. Bạn nữ bên này chắc chưa? Mình chắc rồi. Nhìn giống mình với bạn đánh nhau không? Bạn đều là duyên dáng. Và đấu kiếm cũng chính là câu trả lời chính xác. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ 4. Rất là mong các bạn sẽ giữ được sự tỉnh táo như những câu hỏi vừa rồi. Đây là môn bóng chuyền. Đấy. Volleyball. Bóng chuyền. Volleyball. Bóng chuyền ạ? À? Bóng chuyền. Nhưng tôi không thấy quả này giống quả bóng chuyền. Không. Volleyball. Nhưng mà chơi ở biển là tôi xem phim Trung Quốc người ta chơi bóng chuyền có lớp sen. Bóng chuyền. Bóng chuyền thì có rất là nhiều nơi, vậy thì bóng chuyền trên biển, bóng chuyền trên cát. Bạn chắc chưa? Chắc. Nhưng mà bóng chuyền ở đâu mới quan trọng. Ở bãi biển đấy, cát đấy ấy. Cát đấy à? Cái câu trả lời cuối cùng của các bạn là gì ạ? Bóng chuyền. Bóng câu trả lời đầy đủ của các bạn là gì ạ? Một lần cuối cùng. Ở biển. bóng chuyền ở biển ạ. Bóng chuyền. Vâng ạ. Bóng chuyền ở biển là một câu trả lời chính xác. Nếu mà các bạn thiếu đi chữ ở biển thì là không ổn đâu. Đấy. Các bạn đã trả lời gần như là đúng hết các câu hỏi. Và chúng ta sẽ đến với câu hỏi cuối cùng. Một bộ môn yêu cầu sự tỉ mỉ, cẩn thận và chính xác cao. Bắn súng. Bắn súng. Bắn súng ạ. Bắn súng ạ. Tại sao lại là bắn súng? Tại vì nó nhìn giống cái bia đạn. Bia đạn. Đúng ạ. Mình có muốn đổi đáp án không ạ? Không muốn đổi đâu ạ. Vâng, xin chúc mừng sự kiên định của bạn. Bắn súng là một môn thể thao mà trong đó người chơi dùng một khẩu súng bắn vào một tấm bia giấy hoặc bia điện tử. Ai bắn vào tâm của bia sẽ được điểm cao nhất, thông thường là 10 điểm. Càng xa tâm bia thì số điểm kiếm được càng ít. Bắn súng là môn thể thao rất phổ biến trên toàn thế giới
nó luôn được cho vào danh sách các môn trong Thế vận hội mùa hè và cũng là một trong những môn thể thao lâu đời. Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh trở thành người đầu tiên đoạt huy chương bắn súng tại Thế vận hội mùa hè năm 2016, đồng thời cũng là huy chương vàng đầu tiên của đoàn Việt Nam ở nội dung 10m súng ngắn hơi nam. Câu hỏi tiếp theo. Đây là một bộ môn rất phổ biến. Đánh bóng bàn. Mình nghĩ đây bóng bàn ạ. Bóng bàn. Bóng bàn, ping pong. Có rất nhiều bộ môn mà... bởi vì mình thấy có hai quả bóng với cả hai cây gậy ạ. Hai quả bóng và hai cây gậy. Bạn chắc chưa? Rồi ạ. Chắc bao nhiêu phần trăm? Trên 100% ạ. Đó, xin chúc mừng bạn, đây chính là câu trả lời đúng. Đây là một bộ môn võ. 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 Karate. Đây không phải câu trả lời đúng. Đấu kiếm ạ. Môn đấu kiếm không phải là một môn võ. Câu và chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Đây là một bộ môn rất là phổ biến. Bóng rổ. Bóng rổ là đúng rồi, nhưng mà chúng ta vẫn còn thiếu. Bóng rổ 3x3. Bóng rổ 3x3. Xin chúc mừng bạn. Thì chúng ta sẽ đến với câu thứ 5. Thiên này. Súp hay là kayak? Thôi cả có hai câu mà. Bây giờ không sắp thì kayak. Súp. Kayak. Cái đầu tiên là sắp. Sắp. Sai. Kayak. Sai. Đây là một bộ môn ở bìa bờ các bờ biển. Mà cái gì? Liên quan đến cái nước. Cái gì thuyền ấy? Cái gì mà bán? Có thuyền. Chèo thuyền. Đâu? Môn lướt, kiểu lướt ván ấy. Bạn chắc chưa? Rồi. Mình còn một câu cơ hội đoán nữa. Đấy, cho nên chúng ta hãy suy nghĩ thật là kỹ trước khi đến với câu hỏi cuối cùng. Surfing nước ván. Ôi cái này là gì vậy? Surfing. Ôi chú ơi. Nước ván. Cái này nó cứ sóng. Trông giống bông hoa. Trông giống bùa trong Liên Quân. Ôi surfing. Surfing. Lướt ván. Surfing. Surfing hay còn gọi là lướt ván. Rất là nhiều bộ môn liên quan sóng. Tại sao các bạn lại chọn surfing? Sóng mình này. Mình theo bạn này. Đồng đội. Bà ơi, mình nên có chứng kiến. Ôi bà này dây mũi rồi. Đồng đội. Được không? Đồng đội đúng không? Vậy câu trả lời cuối cùng của các bạn là gì ạ? Lớp ván surfing. Có được gọi điện về cho người thân không ạ? Không bạn ơi. Đây không phải ai là triệu phú. Là một bộ môn rất là phổ biến ở nước ngoài. Sailing. Đúng rồi ạ. Xin chúc mừng bạn. Sailing hay còn gọi là thuyền buồm là môn thể thao có trong chương trình thi đấu của Thế vận hội Olympic nhưng vẫn còn rất mới mẻ tại Việt Nam. Đến SEA Games 32, đội tuyển Việt Nam mới có lần đầu tiên tranh tài ở nội dung này. Tuy nhiên, đây là loại thuyền dạng nhỏ, chỉ dành cho 1 đến 2 vận động viên thi đấu. Môn sailing không đòi hỏi quá nhiều sức mạnh như rowing mà phụ thuộc nhiều hơn vào trí tuệ, khả năng phân tích tình huống, sự khéo léo, uyển chuyển, nhanh nhẹn của cơ thể, sự phối hợp tay chân, ánh mắt, điều khiển con thuyền trên ngọn sóng, cơn gió để đạt tốc độ nhanh nhất trên đường đua. Các bạn thấy thử thách ngày hôm nay như thế nào? Rất vui vẻ và náo nhiệt phải không ạ? Nếu các bạn thích video này, hãy like, share, đừng quên đăng ký và chia sẻ với các bạn bè nhé. Chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.